Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Bàn phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Thượng tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn. Trước đó, qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân đã tổng hợp tại 8 thôn bản xã Tân Thượng được 32 ý kiến kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách, tài nguyên môi trường, lĩnh vực đất đai, đầu tư cơ sở hạ tầng. Tại hội nghị có thêm ý kiến trực tiếp về hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo còn chậm, tình trạng lấn chiếm đất canh tác tại khu vực giáp ranh. Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan phòng ban huyện đã trả lời, làm rõ các kiến nghị của nhân dân. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp gửi các cấp các ngành trả lời giải quyết trong thời gian sớm nhất. Tăng cường kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, đây là một trong những giải pháp đang được Đảng bộ huyện Bắc Hà tích cực triển khai nhằm nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Từ đầu năm đến nay, huyện ủy Bắc Hà đã kiểm tra toàn diện đối với một tổ chức đảng và một đảng viên. Kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy định số 109 ngày 3 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Kiểm tra việc triển khai các kết luận, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và của tỉnh ủy đối với việc học tập làm theo và nêu gương theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với 4 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát đã phát hiện những sai phạm và thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng. Các cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, vi phạm quy định của ngành, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, 39 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh giai đoạn 2023-2025 sẽ được đầu tư nâng cấp cải tạo nhà thi đấu đa năng tỉnh chuẩn bị cho giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2023. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2023 sẽ được tổ chức tại tỉnh Lào Cai từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 8. Tham gia giải dự kiến có 8 đội tuyển, trong đó 6 đội bóng chuyền nữ quốc tế và 2 đội tuyển quốc gia Việt Nam. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị để thi công đồng bộ các hạng mục công trình. Dự kiến đến hết tháng 6 sẽ hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo nhà thi đấu đa năng phục vụ cho giải. Cùng với phát triển kinh tế xã hội, huyện Bát Sát luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Không chỉ đảm bảo số lượng thành phần, lực lượng dân quân tự vệ huyện Bát Sát có tới 30% quân số là đảng viên. Cùng với xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện được quan tâm. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá giỏi. Trong tổ chức hoạt động, dân quân tự vệ chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng cấp ủy chính quyền xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Thường xuyên là chỉ đạo lực lượng dân quân xã là phối hợp với lực lượng công an xã, tổ công tác đồn biên phòng Bát Sát và lực lượng kiểm lâm địa bàn là tham gia tuần tra giữ gìn an ninh biên giới, an ninh ở nội địa cũng như là tham gia công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng. Với mục tiêu xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bát Sát thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự quốc phòng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, chú trọng xây dựng lực lượng theo phương châm vững mạnh, rộng khắp. Tiếp tục là quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các cái quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực quốc phòng quân sự và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng dân quân tự vệ huyện Bát Sát tiếp tục thi đua rèn luyện, xây dựng lực lượng ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhà nước và nhân dân, phối hợp cùng các lực lượng khác là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy chính quyền trong giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tại xã Hợp Thành, Hội Chữ thập đỏ thành phố Lào Cai tổ chức chương trình Tháng nhân đạo năm 2023, phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 50 suất quà cho nhân dân thôn Nậm Dịa, tặng sữa cho 100 học sinh mầm non,
hỗ trợ 50 con dê giống sinh sản cho 10 hộ thôn Nậm Dịa, hỗ trợ 25 con lợn giống cho người dân thôn Láo Lý và Xéo Tả, xã Tả Phời. Đoàn cũng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền hiến mô tặng bộ phận cơ thể người cho trên 300 người dân xã Hợp Thành. Trong tháng nhân đạo năm 2023, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố phấn đấu vận động được ít nhất 500 triệu đồng để trợ giúp trên 1.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Theo nhận định của ngành nông nghiệp tỉnh, vụ mận Tả Phan năm nay khả năng mất mùa cao, sản lượng chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái. Nguyên nhân mất mùa là do trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3, thời tiết ở các địa phương trồng mận Tả Phan rất lạnh, nhiều sương mù, gây bất lợi cho quá trình thụ phấn, dẫn đến tỷ lệ đậu quả không cao. Bên cạnh đó, vào tháng 4 và tháng 5, thời tiết hanh khô, thiếu nước, dẫn đến chất lượng cũng như sản lượng quả đạt thấp. Hiện toàn tỉnh có trên 700 ha mận Tả Phan, tập trung ở hai huyện là Bắc Hà và Simacai. Mận Tả Phan là loại cây trồng địa phương cho chất lượng quả ngon, giá trị kinh tế khá cao. Tháng 6 là mùa thu hoạch quả, giá bán trung bình từ 50 đến 70.000 đồng 1 kg. Mất mùa sẽ giảm đáng kể nguồn thu của người trồng mận năm nay. Được thiên nhiên ưu ái, khu du lịch sinh thái Hàm Rồng mang vẻ đẹp nguyên sơ với khí hậu trong lành, muôn hoa khoe sắc suốt 4 mùa trong năm. Khu du lịch sinh thái này luôn là điểm đến hấp dẫn với đông đảo du khách. Nằm ngay phía sau nhà thờ đá Sapa, ngọn núi có tên gọi là Hàm Rồng, bởi nhìn từ xa sẽ thấy các mỏm đá ngẫu nhiên xếp lại với nhau như chiếc đầu rồng hướng lên trời xanh. Có độ cao trung bình 1.800 mét so với mực nước biển. Lên tới Hàm Rồng, du khách như được dạo bước trong mây, thưởng thức vẻ đẹp của muôn hoa, chiêm ngưỡng toàn cảnh Sapa với những làn sương kỳ ảo. Khung cảnh ở đây rất là thoáng đãng, trong lành. Hàm Rồng rất là vừa nên thơ lại vừa như kiểu khu vực sinh thái, rất là thích. Khi đến nơi đây, tôi thấy khung cảnh thiên nhiên rất đẹp, hoang sơ và thơ mộng, các loài hoa rất đẹp. Tôi nghĩ đây là một điểm đến thú vị và hòa mình với thiên nhiên. Núi Hàm Rồng ngày nay đã được xây dựng trở thành một khu du lịch sinh thái, gồm 3 khu chính là vườn hoa Hàm Rồng, vườn đá Thạch Lâm và cuối cùng là đỉnh Hàm Rồng, nơi mà du khách có thể phóng tầm mắt, nhìn toàn cảnh Sapa từ trên cao. Để lên được núi Hàm Rồng, du khách sẽ phải trải qua một chặng đường dài hàng trăm bậc đá. Cứ cách một đoạn là một bình nguyên hoa, những khu vườn đá. Đỉnh núi Hàm Rồng hay còn có tên gọi Sân Mây, được bày trí như một chòi quan sát. Tại đây du khách có thể thu vào tầm mắt của mình toàn bộ Sapa xinh đẹp, được ngắm cảnh, xem hoa, thưởng thức các màn trình diễn văn nghệ dân gian đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng tôi đã mở rộng được diện tích trồng hoa và các điểm nhấn để du khách có thể thoải mái check-in và chụp ảnh. Dịp tới thì kỷ niệm 125 du lịch Sapa, chúng tôi sẽ có những chính sách ưu đãi dành cho các đối tác và du khách đến tham quan. Và đặc biệt là chúng tôi cũng rất quan tâm chú trọng đến các công tác tuyên truyền và quảng bá. Đứng ở mỏm đá để hòa mình với thiên nhiên hoang sơ, nghe câu chuyện về truyền thuyết núi Hàm Rồng, du khách sẽ cảm nhận như mình đang lạc vào tiên cảnh. Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng chắc chắn sẽ là một điểm đến mà du khách không thể bỏ lỡ khi đến với Sapa. Tiếp tục chương trình là những thông tin thời sự trong nước. Từ năm học 2023-2024, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chính thức áp dụng khung học phí mới theo Nghị định 81 của Chính phủ. Theo đó, mức trần học phí đối với các trường đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên là 13,5 đến 27,6 triệu đồng một năm học, 10 tháng, tùy từng khối ngành. Trong đó, khối ngành y dược có mức trần học phí cao nhất 27,6 triệu đồng một năm học. Thấp nhất là nhóm ngành nghệ thuật với 13,5 triệu đồng một năm học. Cũng tại nghị định này, các trường đại học đảm bảo chi thường xuyên được thu mức tối đa bằng 2 lần mức trần theo quy định. Các trường tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được thu cao nhất gấp 2,5 lần. Các trường phải công bố mức học phí và thông báo trước khi thí sinh đăng ký dự tuyển. Liên quan đến việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ tại Thanh Hóa, ngày 11 tháng 5, Cục Y tế Dự phòng có công điện yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức điều tra, họp hội đồng tư vấn chuyên môn, đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine để có kết luận, triển khai các hoạt động khắc phục sự cố và báo cáo theo quy định, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị cá nhân vi phạm. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 5, Trạm Y tế xã Thăng Bình, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã tiêm vaccine Hexacim mũi 1 hết hạn tháng 3 năm 2023 cho 4 trên 6 trẻ từ 2 đến 4 tháng tuổi.
Sau tiêm, cả 4 trẻ phải nhập viện theo dõi, điều trị. Trong đó, 2 bé có biểu hiện sốt, men gan tăng. 9 tuyến đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư vào khai thác trước năm 2025 đang được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thí điểm thu phí. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc thu phí nêu trên là chưa từng có tiền lệ, do đó việc tiến hành thí điểm phải theo đúng quy định. 9 tuyến được đề xuất thí điểm thu phí gồm Cao Bồ – Mai Sơn, Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Cam lộ – La Sơn, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Dây, Cầu Mỹ Thuận 2 và Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương. Tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, mực nước tại các hồ thủy điện trong vài tháng gần đây có nhiều diễn biến bất lợi, thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm. Nhiều hồ thủy điện trên cả nước có lượng nước về kém, đặc biệt có 10 hồ thủy điện về xấp xỉ hoặc dưới mức nước chết, tổng công suất 4.500 MW. Trong đó, khu vực Tây Bắc có thủy điện Lai Châu, sản lượng điện còn lại trong toàn hệ thống khoảng 4,5 tỷ kWh, thấp hơn 1,6 tỷ kWh so với kế hoạch và thấp hơn 4,1 tỷ kWh so với cùng kỳ năm 2022. Để đảm bảo vận hành hệ thống điện quốc gia, đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, EVN khuyến cáo và kêu gọi người dân, khách hàng triệt để sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Tổng cục Du lịch cho biết, theo dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google, lượng tìm kiếm về lưu trú du lịch Việt Nam đang tăng nhanh, xếp thứ 11 trên thế giới. Khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia nằm trong nhóm đầu thế giới. Các thị trường nước ngoài tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam gồm có Mỹ, Nhật, Australia, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp, Đức, Anh và Hàn Quốc. Theo Tổng cục Du lịch, trong 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón gần 3,7 triệu lượt khách quốc tế, vượt con số cả năm 2022, đạt gần 50% mục tiêu kế hoạch năm 2023. Thị trường du lịch quốc tế còn nhiều khả năng tăng trưởng mạnh từ nay cho đến cuối năm, nhất là trong mùa cao điểm hè. Thủ tướng Malaysia mới đây đã kêu gọi thành lập Quỹ Tiền tệ Châu Á phù hợp với sáng kiến của ASEAN nhằm tăng cường mạng lưới kinh tế khu vực an toàn và độc lập. Phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, Thủ tướng Anwar hoan nghênh tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực và thúc đẩy giao dịch tiền tệ nội khối. Đề cập đến tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, Thủ tướng Malaysia cho rằng ASEAN phải thể hiện sự tự tin và sẵn sàng hơn nữa để nắm bắt các cơ hội nhằm mang lại những thay đổi tích cực cho người dân và khu vực. Đặt nhu cầu và phúc lợi của người dân vào trung tâm của chương trình nghị sự hội nhập khu vực, tập trung nhiều hơn vào tính toàn diện, tính bền vững, chuyển đổi và khả năng đáp ứng, cũng như cải thiện năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 42 đang diễn ra tại Indonesia, các nhà lãnh đạo khối đã thông qua tuyên bố chung về thành lập mạng lưới làng ASEAN. Mạng lưới làng ASEAN sẽ tạo nền tảng cho sự tham gia bao trùm và toàn diện của các cộng đồng để tiếng nói của họ sẽ được lắng nghe và họ có thể đóng góp cũng như hưởng lợi từ quá trình phát triển, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác, liên kết và chuyển dịch nông thôn. Ngoài ra, mạng lưới này cũng sẽ đề ra cơ chế trao đổi chiến lược về cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, nâng cao kỹ năng kỹ thuật số và thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số cho các khu vực nông thôn để tạo điều kiện cho các nông sản vươn ra thị trường trong nước lẫn quốc tế. Trong nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh và tính minh bạch trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 14 tháng 5 tới, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã cho ra mắt Trung tâm Điều hành Phản ứng và Giám sát Mối đe dọa An ninh mạng. Trung tâm Điều hành Phản ứng và Giám sát Mối đe dọa An ninh mạng được thành lập thông qua sự hợp tác giữa Ủy ban Bầu cử Thái Lan với nhiều cơ quan hữu quan khác nhau. Nhiệm vụ chính của Trung tâm là kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hoạt động sử dụng công nghệ cao để gian lận bầu cử, đồng thời phát hiện sớm những sai sót có thể xảy ra trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu, tránh để xảy ra sai sót như với cuộc bỏ phiếu sớm hôm 7 tháng 5. Tổng thống Hàn Quốc đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương. Trong đó, ông công bố quyết định hạ mức cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm đối với dịch COVID-19. Cụ thể, Tổng thống Won đã công bố quyết định hạ mức cảnh báo đại dịch COVID-19 từ nghiêm trọng xuống cảnh giác, kéo theo những thay đổi lớn trong các quy định phòng chống dịch COVID-19 ở nước này.
Đơn cử như việc cách ly 7 ngày đối với những người mắc COVID-19 sẽ không còn là nghĩa vụ bắt buộc mà chỉ là khuyến nghị và được rút ngắn xuống còn 5 ngày. Dự kiến thời gian chính thức áp dụng những thay đổi mới sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 tới. Mặc dù hạ cấp dịch COVID-19, nhưng giới chức Hàn Quốc vẫn yêu cầu đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.